Con cờ hó này có một khả năng vô cùng kinh dị hợm. Nó có khả năng bay với tốc độ ánh sáng, sức công phá chẳng khác nào tên lửa. Mỗi lần báo y rằng là xuyên thủng vô số tòa nhà. Nó còn kéo được cả một chiếc xe đang chạy, sủa một tiếng là xe đứng im không thể nhúc nhích. Ai có thể ngờ được rằng, mấy ngày trước nó chỉ là một con chó bình thường tên Alpha trong đội phòng chống khủng bố. Hôm đó trong buổi phát biểu của ngài thị trưởng, Alpha bỗng đánh hơi được thứ gì đó và liên tục sủa lên không ngừng. Sau khi được thả ra, nó bỗng lao đến mấy cái hộp rồi sủa ầm ĩ. Điều này khiến cảnh sát đề cao cảnh giác. Thấy thị trưởng được đưa ra bên ngoài, những người khác cũng nhao nhao bỏ chạy khiến tòa thị chính trở nên loạn cào cào. Lúc này đội phá bom cũng đã có mặt, bọn họ trước hết dùng máy soi trước một lượt. Sau đó cẩn thận mở chiếc hộp giấy ra, ai nấy đều vô cùng hồi hộp, nhưng thế quái nào bên trong lại là miếng chân giò hun khói. Điều này khiến Alpha trở thành trò cười trong mắt cảnh sát và những con chó khác. Bị chế nhạo, nó xấu hổ lặng lẽ ra về, rồi quyết định lột bỏ áo quan một đi không trở lại. Thế nhưng chưa đi được bao lâu thì bị người ta tóm rồi. Nó bị đưa về phòng thí nghiệm của tiến sĩ lùn tên Simon này làm chuột bạch. Nhìn thấy tên lùn lấy ra một ống tiêm to bổ chẳng tiến lại gần, Alpha sợ hãi quá hắt xì hơi luôn phải đúng vào mặt hắn ta. Sau đó nó hoảng hốt co giò bỏ chạy làm cho phòng thí nghiệm khói bay mịt mù. Thấy bọn họ đều đang bao vây xung quanh, Alpha hoảng loạn nhảy lên trên giá. Những nghiên cứu của tên lùn phút chốc tan thành mây khói. Vì sự cố này mà Alpha bị những lọ dung dịch đổ lên người. Cơ thể của nó như được nạp đầy điện, kích thước cũng trở nên lớn hơn. Khi thấy nó chuẩn bị bỏ chạy, tên lùn đã lập tức ấn công tắc đóng cửa lại. Ai ngờ Alpha lại đâm xuyên qua tường, như một tia điện khiến tấm thép dày 1 mét bị thủng một lỗ to. Tên lùn thấy vậy vô cùng sửng sốt. Alpha lại tiếp tục lang thang ngoài đường. Tưởng với thùng rác tìm đồ ăn đã tệ hại lắm rồi, vậy mà lại còn bị mấy con chó hoang bắt nạt. Bọn chúng rượt đuổi Alpha ra đến ngoài đường lớn, thì Alpha không may bị một chiếc ô tô tông phải. Chủ xe tên là Dan bước xuống kiểm tra, nhưng Alpha lại không sao và chui từ gầm xe ra rồi không ngừng liếm giày của ông. Thấy nó không có vòng cổ, nghĩ là chó hoang nên Dan đã đưa nó về nhà và đặt tên là Suicide. Thế nhưng ông ấy lại không hề biết được, tuy chú cho không sao nhưng chiếc xe của ông lại nhiều sao lắm đấy. Mặc dù Dan rất thích Suicide nhưng con trai ông Jack lại không hề thích nó. Cậu ta cho rằng nó là một con chó chỉ biết ăn ngủ và e bậy, chả được tích sự gì. Thôi thì bố con mình làm tí giềng mẻ chống đói ngày mưa. Nghe hai bố con nói chuyện, Suicide nằm xuống sàn nhà và chìm vào giấc ngủ. Các chất hóa học trong người nó giờ đây bắt đầu được kích hoạt, làm thay đổi DNA của Suicide. Suicide giờ đây có được tốc độ của báo, khả năng bay của đại bàng và sức mạnh của loài động vật nặng hàng tấn. Sau khi ngủ dậy, Suicide liền cảm thấy đói, vì vậy liền chạy đi tìm đồ ăn. Nó thấy một hộp thịt nhưng vừa cắn nhẹ một cái hộp đã vỡ ra. Thịt hộp bắn tung tóe lên tường. Lúc này một người đưa thư đi đến, trông thấy nó bên trong cửa sổ liền giơ mông ra khiêu khích. Này, cắn vào mông ta đây này. Ai ngờ Suicide sủa lên một tiếng, cửa kính liền nứt ra. Hắn ta vội ôm mông bỏ chạy. Điều này khiến cho Suicide cười sung sướng. Sau đó nó muốn tìm một thứ gì để chơi cho đỡ chán, thì thấy một quả bóng tennis dưới gầm sofa. Nhưng nó mới dùng tí xíu lực đã làm sofa bay thẳng lên trần nhà. Chẳng mấy chốc căn nhà thành một mớ hỗn độn. Jack vừa về nhìn thấy cảnh tượng này liền cảm thấy sốc. Anh không ngừng cảm giảm, Suicide liền giải thích đó chỉ là một tai nạn thôi. Bất ngờ nghe thấy giọng nói khiến Jack cảnh giác. Cậu cầm một cái sảnh lên phòng thân. Jack đến bên cạnh Suicide, hỏi nó có nghe thấy tiếng động gì không. Ai ngờ Suicide lại đáp rằng không có, khiến Jack đang sửng sốt lại sợ muốn vãi đái ra quần. Cả hai hốt hoảng hét lên làm chấn động cả khu phố. Jack không thể chấp nhận nổi sự thật này bèn chạy ra bên ngoài cho tỉnh táo, nhưng Suicide cũng đi theo ngay sau. Bọn họ tới công viên và gặp bạn học của Jack cũng đang dắt cô chó Polly đi dạo. Vậy là Suicide liền trổ tài tán gái cho Jack xem. Sau khi đằng gái rời đi, Jack tiện tay lấy một cái nắp, sau đó ném ra xa. Không ngờ rằng Suicide lại nhanh như chớp, không đến 2 giây mà đã đem được cái nắp trở về. Điều này khiến Jack vô cùng kinh ngạc. Nhưng Suicide lại nói đây chỉ là bản năng của nó. Sau đó Jack tiếp tục muốn thử xem Suicide còn khả năng gì nữa không. Cậu đưa cho nó một cành cây bảo nó đem đi chôn xuống đất. Ai ngờ Suicide vừa đào vài cái thì thấy được cả mỏ dầu luôn rồi. Nhưng có được siêu năng lực là vậy, Suicide vẫn không tự tin vào việc ngửi. Chỉ vì ngửi mà nó đã bị mất việc đấy. Sau đó Jack lại bảo Suicide nghe xem mấy người ở đằng xa kia đang nói gì. Không ngờ rằng nó chỉ cần lắng tai nghe thôi, đã có thể nghe thấy cô bé Molly đang kêu cứu cách đó, hàng cây số. Suicide vội vàng phóng nhanh đi cứu người. Nhưng không ngờ càng chạy thì bốn chân nó đều cảm thấy nhẹ tênh, rồi đột nhiên bay lên lạng lách qua từng chiếc ô tô. Hơn nữa tốc độ bay của nó cũng cực kỳ nhanh, đến nỗi không thể nào dừng lại được mà đâm thẳng vào một tòa nhà cao tầng. Tiếp đó nó xuyên thủng không biết bao nhiêu bức tường. Khi ra khỏi tòa nhà, nó lại đâm vào đống rác khiến nắp thùng bay đến đập thẳng vào mặt một tên lưu manh. Khi nó chuẩn bị hãm phanh thì đột nhiên lại đâm vào một tấm đệm lò xo rồi bật lên bên trên và rơi thẳng xuống khiến một tên lưu manh khác bị mắc kẹt. Sau khi thành công cứu được Molly, nó lặng lẽ rời đi. Đến khi Jack tới nơi thì không thấy bóng dáng của Suicide đâu nữa, chỉ còn một mình Molly đang tường thuật lại cho cảnh sát nghe. Theo những đặc điểm mà Molly miêu tả, cảnh sát vẽ ra hình của một vị anh hùng trông người ngợm chả giống ai.
Lúc này Jack về nhà và tìm kiếm cả ngày trời mới phát hiện ra Suicide đang trốn dưới gầm giường. Hóa ra là nó sợ bị mắng vì đã phá hoại những chiếc xe và làm hỏng cả một tòa nhà. Nó còn nói rằng mình không muốn làm anh hùng gì cả, nó chỉ muốn có một ngôi nhà mà nó thuộc về. Không ngờ Jack lại không hề mắng mỏ gì cả. Lúc này Dan trở về thấy nhà cửa rối tinh rối mù nên đã quyết định đem nó đến trạm cứu hộ động vật. Nhưng giờ Jack lại khư khư muốn giữ Suicide. Từ đó, cả hai trở thành bạn tốt. Jack mua một quyển sách huấn luyện chó và dạy Suicide những mệnh lệnh cơ bản. Sau đó, cậu còn tặng cho nó chiếc vòng cổ đầu tiên trong đời. Khi cả hai đang vui mừng vì lần đầu tiên trong đời có bạn, thì tên tiến sĩ lùn lại đang đau khổ vì phòng thí nghiệm của mình giờ chỉ còn đúng cái nịt. Ông ta cố gắng lấy lại chiếc máy tạo ra siêu chó của mình. Tối đó, TV phát tin một vụ cướp tiệm vàng. Bọn chúng đã bắt giữ vài con tin. Suicide nghe lời khuyên của Jack nên đã hóa thân thành nàng tiên cá bay đến giúp đỡ họ. Nó đâm vào biển chỉ dẫn rồi lăn vào bên trong tiệm vàng khiến bọn cướp ngơ ngác. Suicide hỏi đám cướp bọn mày đội cái quái quỷ gì lên đầu thế? Một tên đi lên muốn bắt nó lại, ai ngờ bị Suicide phi tới đá một cước bay xa hàng chục mét. Không ngờ bọn cướp là tay sai của tên tiến sĩ lùn. Ông ta nhận ra đây chính là con chó mang trong mình siêu năng lực nên đã yêu cầu đàn em tóm nó lại. Nhưng không ngờ chưa kịp ra tay đã bị Suicide tẩn cho như tử, còn một tên khác bỏ chạy vì quá sợ hãi. Sau khi xử lý xong xuôi đám cướp, Suicide chạy ra ngoài gọi cảnh sát và dọn dẹp hiện trường. Hôm sau thời sự đưa tin về một chú chó siêu nhân đã bảo vệ xã hội khiến Jack vô cùng vui mừng. Để Suicide đúng chuẩn siêu nhân, Jack muốn làm cho nó một bộ đồ siêu anh hùng thật ngầu. Nhưng vì nghèo rất mồng tơi, cậu đành phải chế đồ cho Suicide từ chiếc áo len cũ của bố. Áo choàng thì được cắt từ tấm khăn trải bàn. Suicide mặc vào trông oai phong lẫm liệt hơn bao nhiêu. Từ đó trở đi Suicide âm thầm bảo vệ thành phố như người nhện trong phim. Mỗi khi có chuyện gì xảy ra nó đều kịp thời xuất hiện. Chẳng mấy chốc mà siêu nhân chó đã trở thành một hiện tượng kỳ lạ với người dân thành phố. Tên lùn nhìn thấy Suicide trên trang bìa thì lại càng cay đắng hơn. Ông ta quyết phải bắt bằng được Suicide. Vì thế tên két đã giả dạng thành một bà lão gặp nạn, treo lơ lửng trên cửa sổ của tòa nhà cao tầng. Và quả nhiên Suicide đã xuất hiện và giải cứu hắn ta. Sau đó hắn ta lộ ra bộ mặt thật, tròng vào cổ Suicide một sợi dây xích định dắt nó về nhà. Ai ngờ chính hắn lại là người được Suicide dắt đi chơi một quãng đường dài đến thân tàn ma dại. Sau đó vòng cổ tuột ra, Suicide bay vèo một cái rồi mất hút trên không trung. Nhưng từ chiếc vòng cổ đó, tên lùn biết được nơi mà Suicide đang ở liền đột nhập vào nhà và bắt Dan làm con tin. Nhưng Dan vẫn không hề biết chú chó của mình lại là một chú chó siêu nhân vì đó là bí mật giữa con trai ông và Suicide. Vì để chiều lòng lũ béc dê vây quanh, ông đành phải gọi to tên con chó của mình. Không ngờ chỉ một lúc sau Suicide đã thực sự xuất hiện cùng với Jack khiến ông vô cùng kinh ngạc. Sau đó tên lùn bắt Suicide uống thuốc giải khiến siêu năng lực của nó biến mất. Tiếp đó hắn cho ba con chó béc dê uống thuốc làm chúng có được siêu năng lực giống như Suicide trước đó. Sau đó hắn ta dẫn ba con chó đi đến tòa nhà quốc hội để bắt thị trưởng. Bên này hai bố con Jack đã cởi trói được và giải cứu Suicide. Họ cùng nhau đến tòa nhà quốc hội. Bên ngoài tòa nhà mọi người đều đang chờ sự xuất hiện của chú chó siêu nhân, nhưng không ai thấy bóng dáng của nó đâu cả. Tuy không còn siêu năng lực nữa nhưng đúng lúc này Suicide lại ngửi thấy mùi bom. Nó vượt qua nỗi sợ hãi không do dự chạy thẳng vào tòa nhà. Trong đó tên lùn đang ép ngài thị trưởng phải ký thỏa thuận buộc ông khôi phục lại phòng thí nghiệm cho hắn. Nhưng đúng lúc này Suicide lại rơi từ trên xuống vào một quả bóng. Nó lăn quả bóng về phía trước nhưng không may quả bóng lại đập vào mặt ngài thị trưởng, khiến ông ngất xỉu. Còn Suicide thì rơi trúng người tên lùn khiến số thuốc trên người hắn văng ra. Suicide vì vậy cũng tiện nuốt vài viên. Khi ba con chó béc dê định xông tới tấn công Suicide, siêu năng lực của nó đã được khôi phục lại. Chỉ một cú đạp liền khiến cho chúng bay ra xa. Sau đó thì lũ chó rượt đuổi nhau khắp căn phòng. Thấy mấy con chó của mình chả được tích sự gì, tên lùn liền nhặt thuốc lên uống với ý định tự biến mình thành siêu nhân lùn. Mà lúc này trên tầng thượng của tòa nhà, tên két đã bắt trói Molly và Polly lại bên cạnh một quả bom. Còn bên phía Suicide, nó đang sử dụng chiêu thông não chi thuật với ba con béc dê. Sau một hồi khuyên giải, ba con béc dê cuối cùng cũng giác ngộ lý tưởng cách mạng, quyết định đứng về chân lý tấn công tên lùn. Tên lùn hoang mang khi thấy ba con chó phản chủ, lập tức khởi động quả bom hẹn giờ, với ý đồ làm gieo rắc thuốc thần ra khắp thành phố khiến người dân đều phải nghe lời ông ta. Nhờ sự phối hợp của các siêu chó thị trưởng được giải cứu, tên lùn xấu xa cũng bị bắt lại. Tuy nhiên quả bom đang đếm ngược sắp phát nổ. Suicide nhanh chóng bay lên tầng thượng giải cứu Molly để cô đem thuốc thần đến cho cảnh sát, còn nó thì mang theo quả bom đi rồi tới công viên đào hố. Khi đến được độ sâu hàng trăm mét nó mới bắt đầu bay trở lên mặt đất. Nhưng đúng lúc này, quả bom đột nhiên phát nổ. Uy lực kinh người khiến Suicide không kịp chạy thoát. Lực đẩy của vụ nổ đã hất văng Suicide bay ra ngoài vũ trụ. Vài giây sau, Suicide lao xuống như thiên thạch. Sau khi rơi xuống tạo thành một hố lớn trên đất, Jack chạy đến bế Suicide đang thoi thóp lên. Tưởng Suicide đã chết, Jack đau đớn rơi nước mắt. Mọi người ai nấy đều vô cùng đau lòng nhưng đột nhiên Suicide mở mắt ra, rũ rũ vài cái tỉnh queo như chưa có chuyện gì. Jack vô cùng vui mừng, mọi người cũng ào ào vỗ tay hò reo.
Từ đó về sau Suicide trở thành anh hùng trong lòng người dân thành phố, tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình. Bộ phim đến đây kết thúc, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn mọi người.